Thì đây là cái cách mà chúng ta đang làm. Đây là cách chúng ta đang làm. Đây này. Đó. Thì bây giờ cái thằng CI ấy, nhớ ấy, đây là mình có một cái sổ control này. Tức là thằng này là cái nơi mà mình sẽ lưu trữ toàn bộ cái sổ code của bạn developer. À, thì bây giờ các bạn ấy đang làm động tác là các bạn ấy submit lên những cái repo riêng lẻ. Thì bây giờ mình sẽ giải quyết bằng cách đó là ok, tôi chỉ có một cái repo duy nhất thôi. À, duy nhất thôi. Và tất cả các module, tất cả các thành phần của software này anh phải put lên trên một cái central repository ở đây. Tất nhiên khi mà tôi đã lưu lên cái central repository ấy, tôi có cơ chế để tôi có thể quản lý những cái công việc của các anh làm sao cho nó hợp lý, các anh sẽ không bị đụng code với nhau các thứ. Thì tất nhiên ở trên này mình sẽ học về những cái cơ chế như là ranking, rồi ranking model, rồi git flow model các thứ, à, để làm thế nào đó để có thể quản lý được nhiều cái source code cùng một lúc ở đây. À, đó. Và sau khi mình đã xử lý được cái phần đầu tiên, đó là ok, ngày xưa boot lên từng cái repository riêng rẽ, bây giờ tôi đã tập trung lại, tôi centralize lại, được chưa? Sau khi tôi centralize rồi thì tôi mới tiến hành, tôi xây dựng một cái con nó gọi là CI server. À, thì quá trình build không còn diễn ra trên local của máy tính của những cái bạn developer nữa, mà bây giờ các anh sẽ put code lên đây và nó sẽ tiến hành nó build trực tiếp ở trên server. Thì quá trình build ở trên này tôi sẽ làm những cái động tác như là tôi thực hiện những cái unit test chẳng hạn, tôi thực hiện những cái unit test chẳng hạn, tôi thực hiện những cái security test. À, và chính những cái vấn đề này, chính những cái test này này, nó giúp cho cái chất lượng code của mình nó tốt hơn, giúp cho mình có thể phát hiện ra được những cái defects. À, thay vì mình tìm nó ở trên môi trường production thì mình tìm nó ngay từ đây, ngay từ cái nguồn tạo ra nó, thì nó sẽ tiết kiệm cái thời gian cho mình hơn. À, bao giờ cũng như thế như vậy. À, và tất cả những cái phase này mình sẽ là automation, nó tự động hết. À, nó tự động hết chứ không hề làm bằng tay cái gì cả. Tức là như nào, tức là khi mà cái người developer ấy, người ta làm một cái hành động gì đấy, người ta put code lên, thì toàn bộ những cái step by step diễn ra sau đó sẽ được automate. Automate thì trong tiếng Việt tự động hóa, mọi người thấy được cái từ mấy cái xe gì nhỉ, nó gọi là gì nhỉ, tay ga các thứ ấy, nó là xe tự động ấy. Sau này xe số sàn, số xiếc, số tự động ấy, thì nó cũng là automate ha. Thì từ automate này nó được apply rất là nhiều trong rất là nhiều những cái lĩnh vực. Đó. Thì đầu tiên chúng ta tìm hiểu về cái principle của cái thằng CI, phải hiểu được principle của nó thì chúng ta mới biết được là à thế nào là CI ha. Nếu như không đúng những cái principle này thì nó không phải là CI đâu. À. Đó. Thì cái đầu tiên đó là nếu đã thực hiện anh apply cái CI vào thì bắt buộc là anh phải có một cái single place, hay gọi là một cái nơi nào đó tập trung để anh lưu trữ toàn bộ cái source code của anh ở trên đấy. Đó là cái đầu tiên. Cái tiếp theo ấy là tất cả mọi người sẽ commit cái thay đổi của họ hay là commit cái thành quả develop của họ lên một cái mainline, à, tức là lên một cái source code hàng ngày, nữa là hàng ngày nha, chứ không phải là hàng tuần đâu nha. À, hàng tuần thì nó không còn gọi là CI nữa. CI cố gắng để chúng ta tích hợp liên tục mà. Nên là có cái gì mà ok cái là chúng ta deep put lên luôn, chúng ta không đợi. Đó là cái thứ hai, cái đầu tiên. À, cái tiếp nữa đó là làm thế nào đó là chúng ta có thể automate được cái build process. Build process thì là không có diễn ra ở dưới máy tính của một cái anh developer nữa. Có 10 anh developer ấy, thì quá trình build trước đây nó diễn ra 10 lần trên 10 cái máy tính, và 10 cái máy tính đấy nó sẽ có những cái sự khác nhau. Có anh xài máy Mac, có anh xài Ubuntu, có anh xài Windows. À, thì cái môi trường ở trên những cái máy này nó đã khác nhau rồi. Bây giờ các anh build, sau đó thì anh cầm lên một cái nơi nào đó deploy chung, mà bây giờ lại build ở một nơi, test ở một nơi, sau đó cầm lên một nơi để deploy, thì nó sẽ diễn ra những cái mâu thuẫn. Tất nhiên về vấn đề technical thì mình sẽ không thể nào mà có thể kể hết được. À, thì cái quá trình thì quá trình mà automate build này thì nó giúp cho mình giải quyết được cái gì? Đầu tiên đó là bất cứ một cái gì nó liên quan đến quá trình nó gọi là break, và nó gọi là broken đấy, tức là một cái sai sót gì đó trong code mình có thể sửa ngay lập tức, bởi vì là nó automation rồi, và nó automation nó chạy ngay lập tức, nếu có lỗi cái nó báo liền. À, nó không giống như ngày xưa một tuần mình mới chạy thì một tuần nó cần như là 100, ví dụ như một tuần mình tự lại khoảng tầm 100 cái lỗi, thì khi mình build một lần mình phát hiện ra 100 cái lỗi thì mình phải sửa 100 cái lỗi, mất thời gian bao nhiêu, là mất rất nhiều thời gian. Nhưng bây giờ nếu như mình bẻ nhỏ ra như tôi gây, ngay lập tức mình thấy lỗi, fix ra lỗi nữa, fix tiếp, cứ liên tục như vậy thì cái quá trình nó diễn ra nó sẽ nhanh hơn. À, đó. À, bao giờ cũng vậy, ví dụ như bây giờ mọi người giống như mọi người chơi một cái quận dây thun kiểu như vậy, nếu như bây giờ nó chỉ có một cái nút thắt thôi thì mà mình tìm ra ngay được, mình cởi nó ra ngay thì ok. Nhưng nếu như mà mình cứ quặn nó lại và mình để nó một thời gian lâu, sau đó thì mỗi một cái nó có một cái nút thắt, gần gần nó tụm lại, nó xoắn tít với nhau ấy, thì mình gỡ nó rất là khó. À, nó tương tự như cái câu chuyện của cái vấn đề mà mình auto build này. À,
Và quá trình automation build này nó còn hỗ trợ cho mình việc đó là mình có thể làm cho cái build nó nhanh hơn, bởi vì chúng ta build ít, ta mỗi lần thay đổi chúng ta chỉ cần build một chút xíu code thôi, chứ không giống như ngày xưa một cái đoạn code ơi là một một tuần làm việc của người ta build đôi khi sẽ mất cả ngày, và nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Và tất cả và phải đáp ứng được nhá, cái principle của CI, tức là tất cả các commit được tạo ra bởi developer sẽ phải được trigger với cái build tương ứng. Tức là ok, khi mà anh developer anh ấy commit code một cái là nó lại build. Nó không biết là như thế nào, chỉ cần anh thay đổi trong code, anh commit lên về repository cái là nó sẽ build. Và nó sẽ build thì nó sẽ diễn ra cái quá trình như là testing rồi nó integration code vào các thứ, nó sẽ trải qua những cái bước như vậy. Và có một cái rất là hay đó là với CI thì tất cả mọi người đều có thể access vào được để xem được cái latest result. Nó không giống như trước đây, nó không giống như là anh developer A develop chán chê test trên máy của anh ấy thì chỉ có mình anh ấy biết thôi. Đôi khi cái lỗi này nó rất là đơn giản mà muốn những cái anh developer B khác đã gặp rồi, nhưng mà anh này lần đầu tiên anh gặp ở trên máy anh ấy. Thế là anh ấy cứ một mình anh cặm cụi anh ấy sửa trên máy của anh ấy, mặc dù là nếu như mà anh ấy có thể có một nơi nào đó anh ấy sharing cái kết quả này thì những cái bạn developer khác họ nhìn thấy, họ có thể cho anh ấy một cái lời khuyên hoặc là cho thêm anh một cái hướng đi nào đấy. Và tất cả mọi người đều nhìn thấy được, mọi người nhìn thấy được cái chain của anh này,